Em chào tất cả cô chú chị, chúc tất cả cô chú chị xem video vui vẻ. Thì hôm nay xuống ra bán sớm chị thì có một chị đến mua cà ủng hộ xuống làm bánh chị ơi. Thì chị đang chờ xuống để mà làm túi cà đầu tiên, nhưng mà mua ủng hộ xuống. Quay rồi nha. Anh quay mà anh không biết nói gì luôn xuống. Quay lại. Quay. Tí mới lại. Tí mới lại. Nói gì nè? Trời nắng, cái gì? Nói gì? Muốn nói thì nói, anh biết nói gì giờ. Mọi rất biết giống hôm qua nữa. Hỏi gì giờ? Thôi câu hỏi bỏ qua. Hỏi là anh có yêu em không? Cái gì em có yêu anh không? Hỏi đi đó, hỏi đi. Em có gì? Vụ hả? Vụ hả? Xuống số 7 không à? Cái nói là em yêu anh nè, anh cũng yêu em, mà em yêu anh chứ làm những khúc gì hoài luôn á. Là sao đường clip hả? Được đường clip. Thì súng của cả nhà đang gọt cà đây mấy chị ơi. Thì nãy giờ súng cứ cà kìa em hoài, dụ em nói gì. Em cũng yêu anh. Và cái gì á, súng kia em nói câu ngược lại mà em không biết nói. Thì anh nói là em có yêu anh không? Cái em hỏi là anh có yêu em không? Tức là mấy phút để em có ai yêu anh không? Em có yêu anh không nữa, có ai yêu anh không? Em có yêu anh không? Súng. Ôi bà này bà duyên ít lắm anh chị, chắc đi khách thức danh hài thiệt quá. Ủa mà bây giờ cái chuyện đi thi thách thức thứ hai là em có muốn đi không xuống? Em muốn đi mà đâu biết đi chỗ nào mà đi. Để anh đăng ký cho em nha. Đăng ký mai đứa mình đi. Thôi đi mình đi. Ủa em đi mình em ngại lắm. Hai vợ chồng mình đi em mới chịu. em đi chở em mà quên 100 triệu về đi. Anh quên cái anh nhắc em là em nhớ, anh nắm tay em là em nhớ. Nhưng mà em mà quên là anh nắm tay em là em nhớ. Trời. Tay em sung sướng. Em nhớ ra liền. Súng. Hỏi là súng ơi, súng có nhớ gì chưa? Là em nhớ ra liền. Hay dữ ta. Mà em đi chở anh, có anh mà Trường Giang Trấn Thành lo gì súng. Anh theo anh trợ giúp. Trợ giúp hả? Tưởng là kêu anh theo anh mà giác cà theo thì được. Anh chở 100 ký cà cho em đó. Chở 100 ký cà luôn hả? Rồi có đem than không nướng không? Cầm chỉ với than lên nướng. Anh nói thiệt đó, anh với em mà cầm chỉ với than với bếp lò lên là chưa kìa, đổ xuống gần rầm á. Hai đứa đi về đi. Nhìn là biết đậu hả? Mà mình nhất là quyết là mình không về, mình ra ngoài cổng mình ngồi mình nướng. Tiền hết, mấy chục nào? Nướng ai trả tiền à? Súng nay là súng không nói gì luôn á anh chị. Chắc hết rồi. Bài hết hả xuống? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Ý là giờ bài hết phải không? Bài hết rồi. Nói lại nha. Em nghe anh nói tâm lý. Suy nghĩ của mình nói gì. Ghê. Đúng
Để em suy nghĩ chừng 2 tiếng ngồi luôn rồi ra. Chỉ còn ngày mốt nữa là thánh sống trẻ có ghi anh quá là hài. Lúc đó là trai đẹp Sài Gòn kéo nguyên vàng đến mua cà. Bây giờ em cũng có chơi Sài Gòn, trai Sài Gòn vậy hả? Em chơi trai Mỹ trắng với Mỹ đen rồi. Mỹ thôi em cũng chơi luôn. Ừ. Sao mà không chịu chơi Sài Gòn? Hả? Sao chịu Sài Gòn? Em giờ em thích chơi đó à. Lâu lâu mình đổi hướng bữa. Như là mình thích thầy hàng Mỹ á em. Thích hàng Mỹ với hàng Mỹ trắng với đen á. Ừ. Trắng với đen cái nào thích hơn? Cái nào cũng nhau. Cái nào? Ừ. cái nào quậm được quậm hả? Cái nào mình quậm được mình cứ quậm. Lầy quá mà ơi. Thiệt luôn á. Từ ngày anh gặp em giờ anh chưa thấy anh lầy như vậy luôn chứ. Đó giờ anh chưa thấy anh lầy luôn. Rồi mà lúc mà gặp em bây giờ luôn. Ừ. Rồi lúc mà anh gặp em bán sầu riêng rồi đó giờ anh bị vậy luôn á. Không nữa. Chứ sao nữa? Gặp hai đứa mình gặp ngày đầu tiên là lúc em nước cầu anh bảo là không ai mua một bịch nào. Vậy hả? Em nước anh bưng qua, nhớ không? Lúc đó là em đã yêu anh rồi. Ủa vậy luôn thiệt không hả? Ừ. Ủa chứ không phải là cái lần đầu tiên em bán sầu riêng hả? Ở đâu nè, lần đầu tiên là em nước cầu bên đó anh nhớ không? Anh qua anh quay em cái anh nói lại gì à, em thích đó, em thích đó. Anh kêu mốt mà gặp anh mà gặp em là em không được thích nữa chưa? Cạo. Hai đứa mình kỷ niệm rồi mà em nhớ hết, em nhớ in như mùng một. Được rồi vậy. Cái dài vậy. Có anh đi về nghe súng. Ở gì? Lúc đó chưa súng nữa, lúc đó chưa cây súng chưa bằng chị. Anh đi về nghe chị. Trời sao nhớ dài vậy? Nhớ kỷ niệm hai đứa mình sao quên được, không bao giờ quên nha. Anh quên được chứ em không muốn quên được. Công nhận chứ nhớ súng siêu quá, đúng rồi. Anh thích cái vụ mà em nướng xong cái sách qua em nướng xong cái sách. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn hả? Thiệt cái vụ mà nướng sách qua sách qua. Nếu có anh sách không chứ ai sách. Ủa vậy hả? Ừ. Chạy qua trở lại sách nha. Thiệt luôn hả? Tao hỏi. Ủa ai vậy nó chồng không? Mới tỉ về chồng em á. Sao anh nhớ gì không ta? Ủa trời mưa nhớ không? Nhâm đó. Trời mưa sao nữa? Thế là kêu anh nhẹ anh qua. Anh Hinh chào qua vô qua đây đi. Cái anh chạy bỏ anh Hinh. Cái anh ấy bán nói chạy cái chạy bỏ anh Hinh qua đó. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Bữa có quay đi gì đâu. Đúng không nè? Sao mình nhớ dài xuống cái cách lâu lắm rồi đó. Ừ. Thứ nạn nghe như nhức đầu quên đi rồi hả? Quên mất tiêu luôn nhớ. Làm gì gọt cao mà cái miệng quẩm rồi á. Thèm gì nữa? Thèm thịt ăn. Để hồi đó chiều có anh Hùng với Tâm. Mình ăn liền đi. Hả? Ăn liền không? Giờ vô mình ăn liền đi. Thì trong bàn có anh Thộn ngồi nha. Ông hỏi ăn không ngon mà gặp anh. Anh Thộn trắng mà, dám ăn. Anh Thộn thích thịt đen. Đi chung ghế cho con mà để đi coi thằng mẹ. Vậy sáng thì chưa ăn gì luôn hả cô nương? Chưa ăn gì luôn. Vậy hồi đó vô ăn đi em. Thôi không ăn đâu. Ăn anh đi. Kia ăn gì? Ăn cà đúng không? Cà thích ăn cái nào cứ ăn thôi em. Ăn quên nó cái ngày qua lên là anh mà
có đem theo chuối đâu, chuối để với phòng á, tại qua định nói đem theo chuối cho ăn mà anh mắc cười quá. Tại qua lên là em không có hỏi là đem gì cho em không, nếu mà có anh nói có hỏi nha. Ồ có hả? Ủa lên sao nóng đem gì lên em, anh đem gì dưới quê lên ăn vậy, chứ có gì đâu ăn em. Ủa vậy hả? Nghĩ sao à, anh em chuối tự nhiên nó lên em chuối lên cho em ăn. Anh hiểu em quá vậy. Ủa gì vậy, ngày qua em có hỏi luôn hả? Sao anh cái gì anh cũng mau quên chứ người ta. Ừ. Nhưng mà có chuyện không giờ quên, nó cứ chưa nào cũng phải ra ngồi đây nè. Có bữa nào mà anh mà đi chuyện chợ người ta là bữa đó anh không ra. Một lần đi chuyện chợ một lần đó, biết sao? Chợ một lần, một tầng đi một lần. Cái nào mà để nó xuống rồi, bữa nay chứ không chịu là hiểu rồi. Chỗ này đội nón đẹp quá mấy chị. Đội nón nhìn giống cái nấm. Cái em 18 tuổi. Nhiêu? 18 tuổi. Em 18 tuổi hả? Coi mặt lại. Cái gì đội nón giống cái 18 tuổi á. Ờ. Không, cái nón này xuống anh tưởng tượng cái nón này ngồi mà bán bánh mà bánh tiêu hay bánh da lợn ấy, đúng bài luôn đó, đúng không, hay là bánh mà ta yến rồi bánh tay yến được mà hả? Nó một dài luôn.